Vâng, kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tiểu Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong buổi trưa ngày hôm nay thì Ruud Boser đã giải đáp một nỗi thắc mắc kinh điển. Người hâm mộ của toàn Đông Nam Á có lẽ rằng sẽ phải vỗ tay rào rào. Kính thưa quý vị, trong buổi báo trước trận đấu gặp đội tuyển Myanmar vào ngày mai, ngày 3 tháng 1 năm 2023, Ruud Boser cũng đã gửi rất nhiều những lời chúc mừng đến tới các cổ động viên Việt Nam và đồng thời khẳng định rằng ông và các học trò của mình sẽ quyết tâm giành chiến thắng để có một sự cờ đấu tốt nhất trong năm 2023. Và cũng nhân tiện đây thì chúng tôi cũng muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến tất cả quý vị khán giả trên tờ kênh của Tuổi Bóng Đá cũng như là các quý vị khán giả của cả nước một năm mới an khang hạnh phúc và tràn đầy sức khỏe. Hy vọng rằng công việc của quý vị và các bạn sẽ luôn thành công, gia đình sẽ luôn gặp may mắn, sức khỏe dồi dào. Và tôi tin rằng đó là điều quan trọng nhất với mỗi cá nhân của chúng ta hiện nay. Bởi dù sao thì những người thân trong gia đình của mình vẫn là những điều tuyệt vời nhất và quý giá nhất trong mỗi bản thân của chúng ta, đúng không ạ? Và nói về Ruud Boser thì thầy cũng đã có những chia sẻ rất hay. Thầy đã giải đáp những nỗi thắc mắc kinh điển. Và khi mà khởi đầu thì thầy có chia sẻ như thế này: chúc mừng năm mới đến tất cả nhân dân Việt Nam và mọi người ngồi đây. Trận gặp đội tuyển Myanmar là một trận khai sân của bóng đá Việt Nam vào năm 2023. Chúng tôi cố gắng giành lợi thế để khởi đầu cho một năm mới nhiều sự kiện của các đội tuyển quốc gia. Và tôi cũng muốn chắc chắn sẽ đi tiếp vào bán kết của kỳ AFF Cup 2022 với một ngôi đầu bảng. Mà đó là một giải thích thứ nhất dành cho Ruud Boser. Và còn thực thì chúng ta khởi đầu năm mới vừa qua vào ngày đúng mùng 1 Tết cũng với một chiến thắng trước một đội bóng mà chúng ta cũng rất mong muốn chiến thắng với tỷ số 3-1, đó chính là đội tuyển Trung Quốc. Mà chúng ta cũng thấy từ đó đến nay thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đã giành được quá nhiều những thành công mỹ mãn, không chỉ là bóng đá nam mà còn bóng đá nữ nữa. Và tôi nghĩ rằng với một chiến thắng trước đội tuyển Myanmar vào ngày mai, ngày 3 tháng 1, ngày đầu năm mới, thì bóng đá Việt Nam của chúng ta sẽ tiếp thêm có được những cái niềm tự hào, những sự thành công hơn nữa. Và hy vọng rằng đó sẽ là trận đấu hay dành cho đội tuyển Việt Nam của chúng ta. Và hiện nay thì với đội tuyển Việt Nam chúng ta đang có 99,99%, đó là khả năng đi tiếp. Và một trận thắng trước đội tuyển Myanmar thứ nhất là mang đến một cái niềm vui dành cho các cổ động viên Việt Nam trong ngày đầu năm mới. Mà cái quan trọng nhất là sẽ đảm bảo cho đội tuyển Việt Nam chúng ta một cái ngôi vị, đó là nhất bảng B. Đối thủ của thầy Ruud Boser sẽ là đối thủ nhì bảng tại bảng A. Và nói về câu chuyện này thì thầy Park có chia sẻ một cách rất thẳng thắn như sau: tôi sẽ chờ xem đối thủ nào tại bảng A sẽ vào bán kết. Tôi cũng nói luôn là không biết sẽ gặp ai đâu. Bóng đá là môn thể thao có quá nhiều những biến số, có thể gây ra những sự bất ngờ. Thế nhưng đội nào vào vòng bán kết thì cũng xứng đáng cả. Họ cũng đều có năng lực rất là tốt. Còn đánh giá về đối thủ đội tuyển Myanmar thì thầy Park cho biết là hiện nay thì đội tuyển Myanmar đang có một người Đức được bổ nhiệm từ năm 2018 và cũng từng đã tham dự SEA Games. Bên cạnh đó thì kỹ thuật của đội tuyển Myanmar là khá tốt. Và thầy khẳng định một điều rằng nếu để cho đội bóng này họ đá một cách thoải mái nhất, có nhiều khoảng trống thì họ sẽ đá rất hay và đặc biệt sẽ là rất nguy hiểm. Thầy Park thì cũng cho biết rằng ông sẽ có những tính toán cụ thể để cho những cầu thủ của chúng ta không bị mất sức trước trận bán kết quan trọng, khi mà thầy có phân tích như thế này: tùy vào thứ hạng của đội tuyển Việt Nam và lịch thi đấu với các đối thủ tiềm tàng ở bán kết mà tôi phải tính đến việc đó là phân phối thể lực dành cho những cầu thủ trong các trận đấu. Có khả năng sau trận đấu gặp Myanmar thì Việt Nam sẽ phải di chuyển sớm để kịp đá trận sân khách. Đó là những gì mà thầy Park có chia sẻ. Và đó là một cái điều giải đáp một cái nỗi thắc mắc kinh điển thứ nhất mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn, trước khi chúng tôi muốn gửi đến một cái nỗi thắc mắc kinh điển hơn nữa khi mà thầy Park có chia sẻ ở phần cuối video ngày hôm nay. Và vừa qua chúng ta đã thấy rồi, thầy Park đúng thực sự là thầy đang có những tính toán rằng sẽ xem đối thủ của chúng ta sẽ là như thế nào để chúng ta sẽ có những tính toán hợp lý nhất trong trận đấu gặp đội tuyển Myanmar. Đương nhiên đó sẽ là một chiến thắng. Thế nhưng việc giữ chân cho các trụ cột cho các trận đấu sắp tới thì cũng là điều quan trọng không kém. Và hiện nay thì thầy cũng nói rằng là bất cứ một đối thủ nào khi có mặt tại bán kết thì họ cũng xứng đáng thôi, và đều là những đội bóng khó chơi cả. Vì vậy chúng ta cũng không có gì phải lăn tăn hay quá đau đầu vì cái việc là phải tính toán đối thủ là ai. Thầy Park cũng đã suy nghĩ như vậy thôi. Có theo điều lệ giải của kỳ AFF Cup 2022, đội tuyển Việt Nam nếu chúng ta giành được ngôi nhất bảng B thì chúng ta sẽ phải làm khách ở trận đấu lượt đi mà chúng ta sẽ trở về sân nhà đá trận lượt về ở vòng bán kết. Thế nhưng nếu vào chung kết thì thầy trò Ruud Boser sẽ lại phải chơi trên sân nhà trong trận lượt đi, trong khi đó thì lại phải chơi ở trên sân khách ở trong trận đấu lượt về. Và trước khá nhiều ý kiến về chất lượng đội hình dự bị cũng như đội hình chính của đội tuyển Việt Nam có khoảng cách lớn
thì thầy Park có chia sẻ như thế này: mọi người hay phân biệt cầu thủ chính, phụ, trụ cột. Thế nhưng mỗi vị trí tôi xây dựng đều theo một bộ số 2. Mỗi vị trí cầu thủ đều không quá chênh lệch về mặt trình độ, chỉ khác biệt là đã thi đấu hay chưa mà thôi. Năm qua thì tôi đã nỗ lực để xóa khoảng cách giữa hai người tôi chọn cho mỗi vị trí với nhau. Tôi đều có niềm tin vào cả 23 cầu thủ. Tất nhiên thì có trận họ hoàn thành nhiệm vụ hoặc có trận thì họ mắc lỗi. Theo tôi, khoảng cách giữa hai cầu thủ cùng một vị trí lúc này là không có. Đây là điểm tốt nhất dành cho đội tuyển Việt Nam. Mà đánh giá về đội tuyển Myanmar thì thầy Park có cho biết đó là Myanmar hiện nay đang có một ông huấn luyện viên người Đức rất là giỏi. Vì vậy mà đội tuyển Myanmar hiện nay với việc họ đang có một đặc trưng đó là kỹ thuật cực tốt. Nếu để cho đội tuyển Myanmar có thể triển khai bóng ở khu vực sân nhà và dồn lên thì họ sẽ rất thoải mái. Đội tuyển Myanmar họ đá ngắn, có khả năng phù hợp ở cự ly hẹp tốt và phản công nhanh. Tuy nhiên thì mỗi đội đều có ưu và nhược điểm riêng. Họ lúc này ghi được 4 bàn nhưng thủng lưới tới tận 6 bàn. Và đây là con số mà đội tuyển Việt Nam sẽ khai thác một cách triệt để. Và nói về câu chuyện vừa qua ở những vị trí của cầu thủ khác nhau thì chúng ta thấy rằng là chúng ta các cổ động viên cũng đã có những sự so sánh, nhưng thầy Park đã khẳng định như vậy. Tôi nghĩ rằng là đương nhiên thì thầy cũng sẽ có những chia sẻ, nó sẽ khiến cho chúng ta cảm giác rằng là thầy đang chưa thực sự là thật tâm. Nhưng mà thật sự mà nói, đó là những chia sẻ mà tôi nghĩ rằng cần thiết trong thời điểm hiện nay. Bởi chẳng có cái vị trí nào ở cùng một thời điểm mà hai cầu thủ lại có thể ngang bằng nhau, không hơn không kém cả, điều đó là khó. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng cái sự cần thiết hiện nay mà thầy Park đưa ra đó chính là khiến cho các cổ động viên của chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và thứ hai nữa, cái đoàn kết nơi những cầu thủ của chúng ta sẽ được tăng lên. Bởi nếu nói rằng là cầu thủ này vị trí này tốt hơn hay là khỏe hơn hay đá hay hơn thì tôi nghĩ rằng điều đó thực sự lại không tốt một chút nào cả. Và đôi khi nó mang đến sự cạnh tranh nó cũng không thực sự là thoải mái. Vì vậy tôi tin rằng những phát biểu vừa qua của Parser là một điều mà các cổ động viên Việt Nam chúng ta cũng sẽ hiểu. Hy vọng rằng chúng ta cũng không nên có quá nhiều những cái sự so sánh giữa những vị trí với nhau. Bởi thực sự là thầy Park lựa chọn những cầu thủ tới đây thì mỗi người đều có những điểm mạnh, điểm yếu riêng thôi. Và với mỗi một đội bóng khi mà đội tuyển Việt Nam chúng ta đối đầu thì mỗi một cầu thủ đó họ sẽ phát huy được cái sở trường của mình. Vì vậy mà tôi nghĩ rằng là chúng ta nên tôn trọng những gì mà thầy Park đã vừa chia sẻ. Và tôi nghĩ rằng những cầu thủ của chúng ta cũng đều là những vị trí rất tuyệt vời thôi. Chúng ta sẽ có được một thành công trước đội tuyển Myanmar trong trận đấu vào ngày mai. Và có một câu chuyện thực sự là rất thú vị nữa. Một cái chia sẻ mà tôi nói rằng đó là giải đáp một nỗi thắc mắc kinh điển mà các cổ động viên của khắp Đông Nam Á vừa qua họ đã phải suy nghĩ. Đó chính là việc đội tuyển Việt Nam chúng ta liệu rằng có gặp đội tuyển Indonesia ở trong trận bán kết hay không. Và vừa qua thì chúng ta đều thấy rằng là các cổ động viên của Indonesia đã có những hành động xấu xí đến như thế nào. Thầy Park đã lên tiếng về vụ việc này và thầy có nói rằng ở giải đấu nào và quốc gia nào thì cũng có các hooligan thôi. Tôi nghĩ rằng là các cổ động viên không nên lém đá như vậy. Nếu việc này có tiền lệ thì bên phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đông Nam Á cần phải có cách để bảo vệ cầu thủ. Đội bóng, nếu chúng ta đá với Indonesia ở trên sân khách, khi các đội khách sang Việt Nam thì chúng ta cũng phải có trách nhiệm bảo vệ họ như vậy. Đó là những gì mà thầy Park có thẳng thắn chia sẻ về một câu chuyện thực sự xấu xí vừa qua của các cổ động viên Indonesia. Và tôi nghĩ rằng thầy Park lên tiếng này thực sự là vô cùng đáng mừng và cần thiết cho cái thời điểm hiện nay. Rất nhiều các phía ở hiện nay như là bên phía Malaysia, về Thái Lan vừa qua họ đã lên tiếng, họ đã chỉ trích rất nhiều liên quan đến các cổ động viên của Indonesia. Và hiện nay thì về cái cục diện của các bảng đấu thì đội tuyển Việt Nam chúng ta đang có khả năng khá là cao sẽ gặp đội tuyển Indonesia. Vì vậy mà trong trận bán kết đầu tiên ở lượt đi thì chúng ta sẽ làm khách trên sân của đối thủ này. Và việc thấy Park lên tiếng và mong muốn rằng là bên phía Liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á và thậm chí là Liên đoàn bóng đá của châu Á nữa cũng phải vào cuộc ngay lập tức để chúng ta đảm bảo là bảo vệ không chỉ là dành cho ban huấn luyện, không chỉ là đảm bảo dành cho các cầu thủ họ yên tâm thi đấu, mà một phần rất quan trọng nữa đó chính là việc các cổ động viên Việt Nam chúng ta đến đó, chúng ta phải đảm bảo được sự an toàn. Bởi những cổ động viên đến đây là những người mà dễ bị tổn thương nhất, bởi họ trực tiếp khi mà cổ vũ ở trên sân và cũng không có được nhiều những sự bảo vệ nơi bên phía cảnh sát. Vì vậy mà thấy Park hiện nay lên tiếng trong thời điểm hiện nay, trong khi mà đang xảy ra rất nhiều những vụ việc liên quan đến các cổ động viên của Indonesia, tôi nghĩ rằng thực sự là điều cần thiết. Không chỉ bên phía Liên đoàn Việt Nam và Liên đoàn bóng đá của Đông Nam Á, mà tôi nghĩ rằng bên phía Liên đoàn bóng đá của Indonesia họ cần phải ngay lập tức có những biện pháp để ngăn cản các cổ động viên của Indonesia. Tôi nghĩ rằng là phải cấm họ đến sân,
ngay trong thời điểm hiện nay. Bởi gần nhất thôi thì những cầu thủ của Thái Lan đã có một đêm trải qua một cái cảm giác sự kinh hoàng khi mà nhận gạch đá ném vỡ cả kính cửa ô tô và nhận rất nhiều những lời mắng chửi thậm tệ mặc dù họ chẳng làm gì sai cả. Vì vậy mà với các cổ động viên của Indonesia, tôi nghĩ rằng cần phải có những hình phạt thích đáng. Và với những phát biểu vừa qua của Reuters, tôi nghĩ rằng là các cổ động viên của toàn Đông Nam Á sẽ phải vỗ tay rào rào với những cái phát biểu mang cái nỗi thắc mắc kinh điển của các cổ động viên của khắp thế giới chứ không phải Đông Nam Á nữa. Bởi lý do vì sao mà vừa qua Indonesia họ vẫn chưa bị xử phạt với những hành vi của các cổ động viên, thì đây là một điều mà tôi nghĩ rằng là những người đứng đầu, các huấn luyện trưởng là những người thực sự cần phải lên tiếng để bảo vệ dành cho đội bóng của mình và bảo vệ dành cho các cổ động viên khi mà họ đến với Indonesia để cổ vũ dành cho đội tuyển nước nhà. Đó thực sự là những chia sẻ vô cùng tuyệt vời của Robert Park Hauser, đúng không ạ? Thầy không hề đứng ngoài cuộc trong những cái câu chuyện xấu xí vừa qua của Indonesia, mà thầy thực sự là rất quan tâm đến việc là ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn, sức khỏe của những cầu thủ con cưng của mình, cũng như là các cổ động viên tuyệt vời luôn cổ vũ và đồng hành cho thầy cũng như đội tuyển Việt Nam trong nhiều thời gian vừa qua. Còn quý vị và bạn nhận xét thế nào về cái thông tin này, về những chia sẻ của Park Hauser, thì cũng có thể để lại cho tôi một bình luận của mình ở phía dưới phần video ngày hôm nay của tôi nhé. Còn trong buổi họp báo vào buổi sáng ngày hôm nay thì một cầu thủ của đội tuyển Việt Nam, đó chính là Quang Hải, cũng đã có những chia sẻ. Và Quang Hải nói rằng hiện nay thì Quang Hải đã khỏe mạnh 100%, đang sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Thì Quang Hải còn nói rằng: "Tôi chưa ghi bàn nhưng đã có kiến tạo và quan trọng nhất là bản thân của tôi đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ từ ban huấn luyện. Khi trở về từ Pháp, tôi không có gì phải bỡ ngỡ hay lo lắng cả, vì quãng thời gian được thi đấu dành cho đội tuyển đã thấm nhuần triết lý rồi. Mọi thứ khi trở về không có gì bối rối cả. Mỗi chuyến đi sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm để giúp tôi thích nghi tốt nhất với những môi trường mà tôi đến." Và thực sự đó là thông tin mừng. Quang Hải đang có được 100% phong độ. Và như bản tin trước chúng tôi có đưa, một trận đấu với Myanmar đương nhiên sẽ là một chiến thắng, nhưng giữ chân trụ cột cũng là điều quan trọng. Thế nhưng việc đối đầu với Myanmar, một đối thủ mà tôi nghĩ rằng đội tuyển Việt Nam sẽ rất ưa thích, thì việc tung một đội hình chính vào sân để chúng ta có ngay những bàn thắng để giúp cho những phong độ của những cầu thủ có điểm rơi tốt, và khi đó chúng ta hoàn toàn có thể tung những cầu thủ dự bị vào sân để giữ chân dành cho những cầu thủ trụ cột, đúng không ạ? Và tới đây thì bản tin của Tuổi Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.